Hôm nay dành cho các con phước đức đến đây để đảnh lễ cha nhân dịp đầu xuân. Đó là một hồng ân rằng chưa có, vì trong lúc cha đang ẩn dạ, chưa phải tới lúc cha làm việc, chưa phải giờ cha hành động. Nhưng rồi vì yêu thương các con của cha đang quá khổ, cho nên cha cũng mở hé cửa chút để cho các con đến đây nghe một vài lời giảng dạy của cha, cùng hưởng được chút hồng ân thanh điển để phấn khởi hơn, để vượt qua những cơn thử thách. Này các con, một mùa xuân lại đến, một niên mới đang bắt đầu. Vạn vật một lần nữa lại đổi thay màu sắc theo định luật chuyển qua càng khôn vũ trụ. Trong giờ phút sáng này, cha muốn các con hãy buông thả tất cả những tư tưởng vương bẩn trần ái, hãy buông bỏ tất cả những sinh hoạt náo nhiệt của cõi hồng trần. Các con phút giây này hãy để cho linh hồn êm vắng hơn, lắng động lại, nhờ đó mà lục căn bất tác loạn, hạ khí bất hoạt thành, và rồi để nhường chỗ cho thiện khí bừng dậy tiếp xúc với linh hồn. Tâm hồn các con, chủ nhân ông của bản thể, sau những phút giây nặng nề, loạn động, tâm tối, đảo điên, vì bị không chế bởi lục căn, phút giây này sẽ có cơ hội giữ lại để lắng nghe hơn âm thanh chân chính của càn khôn vũ trụ, và rồi tiểu hồn con sẽ được dịp lắng nghe tiếng nói đầy yêu thương thấm thiết của đại hồn cha. Các con ơi, các con có biết rằng cha đang sầu khổ với các con hay không? Cha đang vinh khổ với các con đấy. Cùng cha đang rung động, nức nở, cùng với con nức nở thảm sầu của trần gian. Cha đang gánh chịu với các con đấy con. Cha đang gánh chịu cùng với các con. Tâm chân tiểu hồn của các con đang chịu khảo đảo đấy con. Cha đang gánh chịu cùng với các con. Qua thần lực vô vi của cha đang chịu nặng nề tổng trượt vì trượt khí nước trời của trần gian. Cha đang cùng gánh chịu thực sự với chúng con qua sắc thể tư đại của cha đấy, hay tức là đức kim thân, hay đức huệ mạng kim cang ngọc đế. Vì phần hồn của ngài đã được cha chứng quả đắc đạo, và sắc thể ngài được cha xem như kim thân thực sự của cha, thay thế cha chăm lo trần gian, gánh vác như cần và để dìu dắt nhân sinh với cõi hồng trần. Cho nên dù đang ở trên kia, từ trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, nhưng thực tình thượng đế cũng đã xin khen rồi để cho ngươi. Cha đã xin khen rồi đấy, để cùng gánh khổ lực với chúng con, cùng ngục lặng trong bể trầm luân với các con. Qua sắc thể của cha đấy đang chịu trong hẩm phúc lúc nhằn, đang lăn loại trong giữa chúng con đấy, đang lăn lóc giữa cõi trần ái cùng với chúng con đấy. Đón con muốn các con thấy cha yêu thương các con đến chừng nào. Đại hùng cha sầu thảm nức nở, khổ cực với chúng con biết bao nhiêu con. Cho nên các con cũng thấy cha khổ sở khi nhìn thấy cảnh tượng nức cờ của trần gian, nửa vô minh đang tiêu đốt
muốn con sao lại không ra đây? Mẹ con, căn nhà trần gian đang cháy bùng đỏ lửa, mà con cái của cha vẫn còn kẹt trong đó quá nhiều. Vì cái gì tấm dũng khí, vì u lì bế trễ, vì vô mũi vô minh. Đó, cho nên thấy cơn hấp vui của trần gian. Để nó rồi, mẹ con, các con quá khổ. Vì vô minh vô mũi, thế nên cha không đành ngồi yên tọa được. Để nhìn tiểu hồn của cha rơi rất rơi, cha không đành an nhiên nhìn các con của cha đang dễ chết vì sự ngu muội của chúng nó. Cho nên cha phải tru thê được con. Dù chưa đến giờ cha lập nghiệp, chưa đến giờ cha diễn tùng, chưa phải lúc cha hạnh phúc, nhưng rồi vì quá yêu con, vì quá lắm ruột, cho nên rồi cha phải quyết định đến với chúng con. Thưa con, cha phải quyết định xin thế trước giờ ấn định, vì quá yêu các con. Cho nên rồi, vì trước ngày giờ, cho nên cha phải xin thế một cách âm thầm. Cha ra đi lặng lẽ, ông vua trời ra đi một cách âm thầm lặng lẽ, không ngọc ấn, không cảnh bàn, không chiên, không trống, không binh tên sử quán. Ông vua trời giờ đây đang hiện diện giữa chúng con như vậy đó con. Thiếu nghi vẻ cần thiết, cho nên cũng rất chịu nhiều đắng cay tuổi rồi. Thiếu nghi vẻ cần thiết, cho nên con cái của cha chưa đủ trình độ để phát xét. Cho nên rồi có khi nó không nhìn ra cha, nó không biết cha, nó sỉ nhục cha, nó khinh thường cha đó con. Cho nên ông vua trời ngày giờ này, mẹ con cũng phải chịu lắm tâm cao ngàn đắng, đến đủ tư tối nhục với rằng mẹ con. Nếu biết cha cũng có thì phước đức cho nó, nhưng rồi cha cũng đau lòng vì con cái của cha cũng có đứa không biết cha, chưa hiểu cha, trình độ chưa thấu rõ được thượng đế thế nào, phán xét cha qua cái phòng tâm của chúng nó. Cho nên rồi không nhìn cha cũng có con, và rồi chỉ nhục cha, khinh thường cha cũng có. Nhưng con ơi con, ông vua trời đây phải khẩm tiêu lặng lẽ trong âm thầm tuổi nhục giữa chúng con đây. Nhưng rồi cha có đây để dân với chúng con, rồi phải có lúc các con phải biết thượng đế thôi con. Khi cha tỏa rạng ánh sáng của cha, khi cha sử dụng qua trời, thì ắt các con phải biết nó thôi. Trời có đưa những vật nhận định một cách sai lầm rằng, à, ông vua trời đã đến đây, nếu là thượng đế thì tại sao ngài không tỏ cái quyền năng thưởng phạt của ngài, ngài không tỏ cái quyền năng chứng tỏ một vài sự kiện quyền năng của ngài để tỏ cho thấy rằng ngài là đấng toàn năng toàn giác toàn tri đang hiện diện giữa chúng sanh đấy. Đó, để cho thấy rằng ngài là đấng toàn năng toàn giác toàn tri thể hiện dưới quải hồng trần này cho chúng sanh biết ngài chỉ. Nhưng con ơi, tại các con chưa hiểu đâu thôi, các con chưa đủ trình độ để hiểu cái cực cao siêu của thượng đế. Các con chưa thể dùng cái hạ trí và phàm tâm, dùng cái khoa học vật chất hữu hạn hữu hình để phân tích được cái quyền năng, cái toàn năng toàn giác và ý ánh sáng vô cực của thượng đế đâu con. Tại các con chưa hiểu được rồi, các con chưa nắm được định luật của càn khôn vũ trụ, các con chưa hiểu, chưa biết được cái cơ tiến hóa, cái định luật vận chuyển vận hành của nguồn mái âm dương ngũ hành của càn khôn của thượng đế.
Các con chưa biết đó thôi. Các con chưa hiểu thế nào là toàn năng, toàn giác, toàn tri. Và cái toàn năng, toàn giác, toàn tri của Thượng Đế thể hiện cách nào, theo định luật nào, vào chu kỳ nào và trong lúc nào. Các con chưa hiểu vì toàn năng, toàn giác của toàn tri của cha thể hiện luôn luôn vận hành trong cả khối. Nhưng các con phải nhớ rằng thể hiện theo định luật, theo cơ chế hóa, theo sự chuyển động của nguồn máy âm dương, theo sự chuyển động của định luật tiến hóa của cả khối vũ trụ. Cái toàn năng, toàn giác, toàn tri của cha thể hiện theo chu kỳ thượng môn khác, trung môn khác, hạ môn khác. Khi thì cần sáng, khi cần tối, khi cần ẩn, khi cần hiện, khi thì cần ánh sáng phải chói lòa, khi thì cần bóng tối phải nhập vào. Đó đó con, cũng cứ như vậy mà Thượng Đế có đây, nhưng rồi ẩn mình trong bóng tối. Tại sao Thượng Đế không thể hiện cái chói lòa của Ngài để cho chúng sanh nhận lĩnh Ngài? Có chứ con, nhưng chưa phải lúc con, chưa phải lúc để ánh sáng lâu dài, chưa phải lúc để bóng đêm giúp mình. Lúc cần bóng đêm càng ngập thì ánh sáng phải che đi, lúc bóng tối phải chuyển động thì ánh sáng phải ẩn mình. Khi bóng tối cần làm việc càng lan thì tự nhiên phải che đi ánh sáng còn. Cho nên cũng như vậy, cha xuống thế trước ngày giờ, cha ẩn dạng, cha phải che ánh sáng của cha thôi. Cha không thể uy nghi rực rỡ đúng với cung cách của Thượng Đế. Quân tử chưa tới lúc thì phải làm như kẻ dạng, ông trời khi chưa phải giờ thì cũng làm như một thằng trần gian mà thôi con. Chính vì vậy nên có nào nhé, dùng cái phàm tâm hạ thế của nó để nhận định Thượng Đế, để phê phán Thượng Đế, để chấp Thượng Đế, thì e rằng các con này vội vã phát xét và rồi phải sai quay thất lễ phạm thượng với Thượng Đế thôi còn. Trả cho các con rõ, Thượng Đế đây thể hiện qua Đức Chiên Thân và hành vi tư cách của Đức Chiên Thân, tức là hành vi tư cách của Thượng Đế đó thôi. Con nào dùng phạm tâm hạ trí để phê phán tư cách của Thượng Đế vì trình độ chưa hiểu biết thì rồi có lúc phải chịu quả báo bởi lục trần. Vì sao? Vì nó tâm chất, vì ngu muội chưa hiểu, tâm chất sai quấy, cho nên lục trần đương nhiên phải tác động để giải phần hồn nó học hỏi để biết hơn rồi còn. Hả? Tâm chất sai quấy cho một người cũng là tội. Vì sao? Vì khi nghĩ điều sai quấy cho người, khi mình chưa rõ sự kiện thế nào mà vội vã phát xét, trình độ hiểu biết dù chưa rõ thế nào, phán xét có khi sai quấy, mà lỡ sai quấy thì mang ý nghiệp. Ý nghiệp thể hiện ra lời nói trở thành khẩu nghiệp, ý nghiệp thể hiện qua hành động trở thành thân nghiệp. Đó là con, và nếu rồi cái ý nghiệp này càng lan ra, bộc phát ra, gây một cái tầm ảnh hưởng lớn rộng thì nghiệp càng dày, càng sâu, rồi quả báo càng lớn, rồi phải chịu tác động bởi luật trời thôi còn. Luật nhân quả chịu tác động bởi luật nhân quả để giải cho phần hồn học hỏi tiến hóa mà thôi. Đó đó con. Cho nên cho các con rõ để các con hiểu hơn, để các con biết được thêm một khía cạnh khác của chân lý, và mở ra một khía cạnh khác để cho chúng con hiểu được Thượng Đế hơn, để thấy Ngài hơn, để rõ Ngài hơn. Đừng nghĩ rằng lúc này Ngài có đây, mà tại sao rằng hỗn loạn đảo điên với trần gian Ngài không can thiệp? Những con ơi, rằng phải làm việc theo định luật con, phải để cho khối trượt hoàn thành, phải để cho khối trượt sát phạt theo định luật tiến hóa của càn khôn luôn. Cha can thiệp một cách yêu ớt thôi còn,
và giới hạn thôi. Cho những con nào thành tâm hiểu ý chân tôn, cha phải lo lắng cho nó, và đương nhiên luật trời phải lo lắng và che chở cho nó theo đúng nhân quả của nó. Nếu rồi nó cần phải cao rồi, cần học hỏi, cần được tẩy rửa, cần được thanh lọc, thì đương nhiên phải có nghiệp lực khảo đảo nó. Nghiệp khảo thì nó khóc la, nếu rồi phần hồn nó phải học chỗ này, nhờ chỗ này để nó tiến hóa, để nó phấn đấu vươn lên, để phần hồn nó phong phú hơn, được có cơ hội hội học hỏi hơn, để rồi nó có lúc hiểu hơn, để nó tiến hơn, để rồi có ngày nó còn trở về với cha nữa chứ con. Cho nên cho có sự sắc phạt, cho có sự lộng hành cũng là để hỗ trợ cho cơ tiến hóa của cả con vũ trụ đi. Đó đó con, cũng là nằm trong định luật công bình của trời đất, cũng là luật trời đó thôi. Cho nên có sự lộng hành sắc phạt cũng rằng theo định luật của cả con, và cũng để hỗ trợ cho thiên cơ vấn chuyển và tiến hóa. Phải con? Các con phải thấy rằng học hỏi trong cái cơ khổ như con, và phần hồn mình tiến hóa nhờ gian khổ như con, phần hồn trưởng thành nhờ phấn đấu trong thử thách gian nan. Không có cái này thì phần hồn không có gì để học hỏi. Các con xuống đây để làm gì đấy con? Từ cái thân nhẹ tiểu hồn của cha tách rời từ đại khối linh quang để xuống đây để học hỏi. Từ chân cõi nhẹ đến chân cõi nặng nề, chân cõi nặng nề thì để học cái nặng nề đó con, để học cái khổ, để học cái chưa cay mặn đắng ngọt bùi, và tất cả những cái đó con, đó những cái khổ nhục cộng trượt nặng nề dưới tầng, để rồi cho đến lúc cho con hiểu được, để rồi biết hơn, để phấn đấu như trở về phấn đấu từ trong cái trượt để tìm về cái thân, từ trong cái nặng để tìm về cái nhẹ, từ trong ngu muội để tìm về hiểu. Đó, phần hồn các con phải trải qua những giai đoạn này, học nặng nề trước, để rồi học nhẹ nhàng thân, để được trở về cha chứ con. Cho nên cũng vì vậy mà trước đây là đương nhiên phải học khổ, phải học khổ, phải ngục lặng trong bể trầm luân, để biết khổ, để hiểu khổ, và rồi để phấn đấu trong gian khổ để thoát khổ luôn con, để siêu thoát luôn, lực lặng trong cái bể trầm luân này để nuôi đủ mùi đủ vị, để rồi phần hồn con phấn đấu để học luôn bi cứ dụng. Bi cứ dụng các con nhờ đó, phải chăng nhờ sự gian khổ, phải chăng nhờ thử thách chân gian mới học được chứ con. Chứ rồi các con tưởng các con xuống đây bài học ở đâu, học ở chỗ nào? Nếu rằng cái cuộc hành trình của các con suôn sẻ, chẳng có gì để học, chẳng có thử thách chân gian, thì phần hồn các con có cái gì để học? Làm sao học dũng, làm sao học tu thích? Các con nhớ đò nhờ trong gian khổ để phần hồn học nỗ lực, học phấn đấu, học trao luyện đức chí, học trao dồi đức hạnh để rèn luyện đò con như cục sắt, muốn trở thành một dụng cụ hữu dụng thì phải vô mài, phải bỏ vào lửa, phải thiêu rèn để trở thành một dụng cụ hữu dụng của thời gian. Thì các con cũng vậy, phải con? Đò. Cho nên các con ơi, phải học luôn luôn, phải học luôn luôn con, và nhờ những cửa sắt cam go với quả rừng trầm này để các con học hỏi tiến hóa. Cho nên con nào thức giác chỗ này thì gặp khổ đỡ khổ, gặp thử thách cảm thấy nghị lực hơn, cảm thấy can đảm hơn để vươn lên học hỏi tiến hóa. Các con học đi cái dũng là trong những bài học khảo đảo đó con, nhờ nghiệp lực khảo đảo các con mới có cơ hội học đi cái dũng đó con. Cho nên đừng than buồn, đừng phiền não, vì phiền não tức bồ đề, có phiền não các con mới có cơ hội để tiến hóa con. Đó, nếu không
thì các con mê mãi với quái trần này. Cho nên nếu các con thích nhất chỗ này thì tâm tư không đau khổ các sẽ cảm thấy tự tại hơn, trong lòng thích đáng qua những sông gió để cho tình thương và đặc thù. Các con nên đến đây để học, học những vừa biết rồi để trở về, không phải đến đây để về và không phải để ở gần con. Học cái nặng biết cái nặng, khổ vì nặng thì rồi phải vươn lên phấn đấu để tìm về đó, để trở về nguồn cội của con. Các con thương sinh thương cổ thương người mà giờ đây tôi, nhưng mà giờ đã tổng trời rồi con. Nói người là nhân chất, tức này là mặt tức của con. Các con còn trần trời gì nữa, bò đã đưa đẩy tâm phải xuống mà đi ra mặt rồi. Nó gồm dưới cái gì để xuống đấy, để chặt bỏ chỉ lưu miễn vô minh, để xuống lúc trở về với người sáng cầu. Các con ơi, cha cho rõ chẳng về về đất thôi. Con sắc phạt sẽ dân hành khu trượt, sẽ dẫn hành giữ lâm con để dân cho trần gian vương đảo và hỗn loạn. Chính là để khảo cứu luôn đất thôi, để giữ đúng khảo sát luôn đất thôi, để xem con nào muốn cứu vợ đến đến đây để chọn lọc, để rồi đến với vô lâm nhau chứ con. Và ở con vô sắc thật sẽ bất dữ, các con phải lo mài dũng cứu vợ để gìn giữ cho vô, để giữ cho các con nó giải bất đi những cái khổ nạn sẽ đem đến với các con trong cái cơ khảo đảo thử thách này. Và cho nên các con phải cố gắng lên, tổng cơ rồi để thôi, phải gắng sức bao thôi tổng cơ thử thách. Hôm nay đầu những người cha cũng mong rằng các con sẽ vươn mình lên sáng hơn, thanh hơn, nhẹ hơn, để rồi lo mà mang về cho con. Và cha cũng nhắc nhở cho các con biết rằng hãy rơi đi buồn khổ, hãy học những cơn thử thách đó để cho phần hồn hiểu biết và sáng hơn, để tâm tư hơn phần hồn. Các con mới nhớ rằng không có đêm nào là đêm bất tận con, không có mùa đông nào là mùa đông vĩnh cửu. Mùa đông vĩnh cửu và đêm dài bất tận chỉ có trong cái tưởng tượng của con người mà thôi. Mùa đông nào cũng rồi phải chấm dứt để cho xuân, đêm nào rồi cũng phải lên để cho ánh sáng như vậy. Đã có lúc bình minh thì đêm có mấy sao vàng hơn nữa, mặt trời đêm cũng không thể làm gì được để nhường chỗ cho vầng thái dương xuất hiện. Cho nên các con ơi, đêm phải chấm dứt, mùa đông phải qua đi để nhường lại cho cái ấm áp của người xuân như vậy. Cho nên nghĩ cho các con những điều này để các con luôn luôn giữ niềm tin như vậy. Vì đúng lúc là vậy con, đúng lúc hết đàn khôn là vậy. Phải có kinh, phải có văn, có thỉnh, phải có sư, có tơ, phải có sang, chứ hết sang rồi lại tối rồi lại sang, kinh rồi văn rồi lại sư, thỉnh rồi sư, kinh rồi thỉnh. Cái đó là đúng lúc của đàn khôn dữ vậy. Phải có bà, cái áo mắt của người sư không thể có dọc. Tất nhiên phải sang cái mắt tích của mình, vì mắt tích của mình phải nhường cho tới lúc phải
phải nhìn cho cái mắt mẻ của người kia, người kia cái mắt lại phải qua đi để nhìn chỗ cho lẫn lẽ của người đông, vì lẫn lẽ của người đông cũng phải có lúc chấm dứt để nhìn chỗ cho chú sinh gần cho cô. Cho nên các con ơi, hãy phấn khởi lên, hy vọng thêm, niềm tin vững chắc hơn, niềm tin chắc ở đỉnh lực vận hành của càn khôn vũ trụ phải có cho mình, và cũng cẩn thề rồi để thôi. Cho nên các con tin tưởng, phấn đấu trong thử thách, vươn lên trong tương lai, để rồi có được sức, niềm tin, nỗ lực để sống, để học hỏi, để tiến hóa, để rồi lo mà trở về nguồn cội con ơi. Các con ơi, ngoài giờ cẩn kề, đò lắm qua đã sắp bến rồi con. Các con còn trù trì, còn u lì, còn bế trễ, còn mãi lưu luyến ở bên mê, thì rồi không còn kịp nữa đâu con. Và cho các con rõ, phải ráng lên, ráng hơn nữa. Hãy con, đò, lo giữ gìn thanh điển. Trong cái cơn sắc phạt này, phải ráng sống đạo đức. Giữ thanh điển con, mài luôn trí huệ để phân đấu. Cha không bỏ con nào, thực tâm, lo tu, chân chính. Đó con, và tưởng nhớ Thượng Đế luôn luôn, cha không bỏ nó đâu. Thử thách khảo đảo để thanh lọc nó, để cho nó sạch hơn, rồi cũng phải dẫn dắt nó về cho con. Cho nên con nào, chân chính tu, tưởng nhớ Thượng Đế, giữ cho mình thanh nhẹ, sẽ dẫn dắt nó thôi. Cha không bỏ nó đâu con, nếu có sự phấn đấu của chúng nó, cha không bỏ nó đâu. Đó, các con dám nhớ chỗ này, lo mạng cho trường đi nha con. Cơ sắc vật rất dưỡng, cơ chất chất rất lớn, đừng gieo cái nghiệp khác, đừng rước trượt vào thêm. Nhớ chỗ này cho năng lượng đó con, cần thiết cho mới nói, quan trọng cho mới nói con. Thôi được rồi, hả con? Cha ban một vài lời mới dịp đầu năm để ban ơn cho các con, và để cho hồng ân thanh điển xuống với các con, để các con được an tịnh hơn, nhẹ nhàng hơn, để mà tiếp tục dân được. Xin chú cháu, chú cháu cho thật khác toàn thảo. Chúng xin đôi con được tiếp tư hữu ân dân. Dạ, thầy chúng tôi dạy là từ tôi giúp áp, là chúng tôi phải từ bên bắt ai chúng sanh trong bản thể. Dạ, để chúng sanh trong bản thể là sao được tận nguyên mùa. Bản thể các ngài, thì bản thể các ngài, các bà từ bên bắt ai thân các ngài, thì gọi anh chứ, ta vô tôi làm gì, lo cho mình không tê làm sao. Dạ, bây giờ mình nói cho thầy tôi là dạy luôn. Vậy đó hả? Tại vậy hả? Thì bây giờ, thằng nói gì nè, thằng biết sao nói gì nè. Có câu sao lớp thứ lỗi chờ thầy đại chút mà bao ra anh càng không vũ trụ nhông cậu thì không phải tự ác vậy đâu. Nếu lo cho một mình tự ác cho một mình thì gọi là ích kỷ, tôi lo cho một mình. Còn tự ác thì ngọc đế nó như cách nào là ở trên tinh tường chứ mà ngồi bạch ngọc ngự giúp rau uống rượu bồ đào ngoài cái chân tiên thì học kim hoàng chứ mà. Đây, về việc này cha cũng thấy mình nói bổ tích thêm một chút. Các con vừa nghe Đức Thượng Công Lê Văn Việt dạy các con, cũng hướng dẫn thêm về phương diện từ ái.
Rồi hôm em cũng có nói với tiến chức về dự án. Nhưng rồi vì con nói đây để cho bố tức thề. Nhưng thế nào? Dạy các con quay trở về trong. Thương yêu lực chất. Thương yêu cái bản thể này. Quá độ cho nó. Để cho nó biết sang hơn. Để nó biết hơn. Đúng bản bổn quyền. Như giờ khi con đã quá độ, thương yêu nó là phải làm cho nó sang hơn. Làm cho nó sang hơn. Thì rồi khi nó sang hơn, để làm gì? Để con biết thương hơn. Có thương nhiều hơn. Để bi nhiều hơn. Và vì bi nhiều hơn nên dũng nhiều hơn. Dũng nhiều hơn mới chịu cực, chịu khó, chịu chân ra, chịu trong lúc để thương người. Ai tha, ai chung. Để chịu nhớ nhục. Để chịu khó khăn, thử thách. Để lo cho mấy người. Mình đổ mình, rồi đổ tha. Chịu biết hơn, để thương hơn. Thương hơn để chịu khó hơn. Và ngược lại, đây cha nói, thấy không? Đây để cha nó ngược lại. Con muốn được chứ, con phải có bi. Con biết thương nhiều hơn, thì tự nhiên con dũng hơn. Khi con thương hơn, dũng hơn, tự động khi con sang hơn. Cho nên, việc con trao tâm luyện chứ, con thiệt, thầy con dạy thiệt, những cha cho rõ rằng, nhưng bảo chứ, phải học biết, đi nhiều hơn, dũng nhiều hơn, chứ mới được sang hơn con. Đi càng lớn, dũng càng nhiều, thì chứ càng mở. Đi con nhỏ hẹp, dũng con, chứ hẹp, thì rồi chứ con không thể mở con được con. Cho nên, muốn có chứ, phải có bí dũng. Cha nói cái này rồi, và ở đây cha nói thêm nữa. Con thấy chưa? Cho nên, con quay vào tâm, quá độ lực tâm, quá độ bản thể, để tiếp thương nó, để cho nó sáng hơn. Con, cho nó sáng hơn, phần hồn con sáng hơn, ít hơn, thì để tu nhiều hơn. Càng tu nhiều, tự nhiên phải tu nhiều. Đi nhiều chừng nào, dũng nhiều chừng ấy, để chịu cực, chịu khó, để thương người ta, để rồi lo dân dắt, để con giúp người ta trở về đền bộ. Cho nên, công phu, để hiểu, để mở huệ có chi, để thức giác, thương hơn, để lo công quả nhiều hơn. Đó, để công quả nhiều hơn là công bồi đức hướng đang thai nhân. Để rồi để con sang nhiều hơn, công quả hơn. Để rồi để con nhẫn nhục dân pháp, để lập hạnh, không đau, đi khi vương lên, chịu khó chịu cực. Con trình cho con, đó, để con tam công, thấy không? Nhẫn nhục lập hạnh thì giới tinh tấn. Tức là công trình. Con thấy chưa? Tạm công nha con. Chuyển quay về bên trong. Để lo cho cái bản thể này. Lo cho cái chúng sinh tâm này sáng hơn. Mới có công phu cho con. Còn thiếu. Công phu, công quả, công trình. Con ơi, tạm công. Đó, chẳng cho biết chẳng nhận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bác mực chữ lập chữ sinh. Nơi Phật tựa thiên ngọc nơi bao vỡ Phật tương sinh. Cũng có được nơi sắc anh chắc tôi một nơi quê lạc đến mực. Nơi Phật nay ngọc nơi đã tương sinh. Lời ơ Phật tay lai đã ngang hạt ngọc nơi. Mạnh lẽ sinh tội cho chúng sanh. Nơi Phật nơi nơi ngọc quang cho anh cùng các hạt như Phật. Lãnh lãnh ngọc nơi cho anh đây là thành linh. Nơi Phật tất cả chúng sanh trong dòng Phật thêm cái ngọc nơi. Như tất cả hạt như Phật. Ông ngắn hướng kia. Nơi Phật hạt Phật có thể sinh tội cho chúng sanh. Như ngọc nơi thì không quá tạc đơn giác những như một tác nặng. Nơi Phật tất cả được phải nghĩ rằng nửa quá ngọc nghe các con ra dựng tâm tả được ác ra nhiều. Ta nói cho đặng ngay như nước tập ăn chơi cho hai phải biết ngọc định tâm nặng. Nơi Phật các ba lên 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 cứ tưởng rằng mình đang đông diễn trước mặt Phật linh. Ta phải xin tự vừa rằng tâm tâm con cái tâm Phật không nghĩ đến được không, không làm gì. Nơi Phật cơ ngơ bẩn đạo đức của con người như thế là tự tâm nặng đô. Nơi Phật ba gia cố gắng tu đi để tu kiếp này tận thân thân thần phát thức như học khổ ải nhân gian. Nơi Phật quan tôi ăn cũng không dám nhiều lần hãy ăn cơm Phật tối nay đã nói rằng trước kia phát ra nhiều những kinh tâm qua hành động lại nơi các người tiêu. Nơi Phật quan tôi ăn phúc hành hơn đất pháp. Nơi Phật nhân ta đang đau bệnh ngực chết bên nhau ta nơi các tâm liễu các tiêu con ngọc dậy lặng chân. Ngài ta khuyên tất cả đồng hành mình có tạc chỉ bệnh thực tế kỹ mình có tạc nhỏ như thế nào cũng giúp đỡ lẫn nhau như thế là công đức. Mới dạng khẳng hội năm nay. Nơi Phật
Khi hỏi lâm ra sao diễn cho cơ bao chẳng gì được. Nguyên lực cho tất cả các pháp như thế này có điểm ngầm. Điện tâm tẩm đông, ôn toàn sẽ đâm diễn mấy mặt thủy như ta. Ai đã tạc tâm sẽ bị đâm bật ra mặt nào như tiên. Khi qua cửa cư nhất đông cửa cư hai, nên Phật lúc ba cũng bao phép lên nhau rất nhiều. Hôm nay có lũ đẳng mức được tương chân lại không? Thì đâm thưa tư ba tất cả được tự ba tất cả phạm mực. Đường bay để giặc tương chân lũ. Thì ba tiên đi các mỗi chữ tư tự tưởng mặt lũ mây mắt giặc. Nên Phật đó là hội năm hoa sai diễn đó. Thì ba chúng sanh tài sinh sát tẩm đã nên biết sẵn rồi. Dân tâm đã đặng chư Phật chư tư. Mỗi Phật khi đa chúng sanh mới lập lượt đi dạc những hội đông. Hội năng ra như khu dân. Khi đa tất cả sát Phật được biết lập lượt. Phải giữa Phật chư. Mỗi Phật tâm sát tâm Phật. Mấy đậm như bận tiên hết. Tất cả đẹp đã lọc rồi. Đến cuộc đời mỗi Phật dân ba gia cơ văn tôn nghiệp. Như ở lại Việt Nam đặng cơ chân gốc hoặc tại nơi đây. Bởi sau này ngài đã kết đẹp đi ra nước ngoài. Cũng phải bao lai trở lại Việt Nam thôi. Mong Phật ta ngày Việt Nam sẽ lập cường quốc một tám nước cư học những trung tâm. Mong Phật lúc ta có thể là để đi đưa một đứa con đi. Nhưng trở lại cha mẹ nhịp sau thân lạc bạc còn chỉ đẳng ma thôi. Mong Phật tiêu các tiêu học cũng lâm ba nha. Cây nặng mới đẳng lên người đứng cây. Hãy biết bao nhiêu lặng cũng lặng. Tất cả những kinh vật nhỏ băng mới đẳng lên con người đứng cây này. Cũng có căng tê những sắc mặt mới cây này. Có y phục che này vẫn phải đi ăn mà những kinh đổ này. Những cây thì còn chưa mặt chẳng chịu tôi. Ôi A-di-đà cũng đã rất nhiều. Quan Thế Âm đây cũng phải quên lọc được che nặng. Mời Phật lọc mơ cho kêu linh minh như thế nặng. Ngài cũng phải cho điểm lành để xương tư đây. Mười cây thì cũng tất cả hãy nâng chặt chân tay. Cùng Ngài đứng lên trong lại những dân tài. Dân người bởi sao này mẹ có đơn lại một nhớ. Con Phật Phật Phật, con chưa chưa đi, con ma ma dẫn đưa. Đây một Phật nhãn tâm. Thẳng tay một mai thì Phật tương hành. Đây Phật con chuyên tâm. Tất cả được có đông thanh sẵn người. Ở Phật Phật cũng không đau thương. Con của tư nghiệp lạc mạng đi. Mô Phật con nhớ là tử ma nó cũng tạm rất cao một vùng hai nha con. Nếu mấy đứa Phật tử tử tâm. Tức nắng tâm đi. Nếu nắng đông dẫn đông nhảy nha một vùng. Thank you.